cuộc chơi là cuộc chơi. Và đứng ở khía cạnh là một người làm chương trình, tôi bắt buộc phải là người hiểu tiêu chí của chương trình nhất và đưa ra quyết định công bằng nhất dựa trên khả năng và tiềm năng của các bạn. The Next Gentleman sẽ chia tay với thí sinh. Trước sau gì mọi người cũng sẽ lần lượt ra đi, chỉ có một người ở lại thôi. Căng thẳng làm gì? Chị Xuân Lan, hôm nay em cứu thí sinh cho chị và trả lại chị. Wow! Mặc dù là em biết là thực sự công bằng mà nói, em không thực sự hài lòng với những cái quá khắt khe của chị với một số các thí sinh của em, dù là em tin rằng là họ làm tốt. Nhưng mà em không muốn trả lại những cái điều đó bằng một cái khác mà nó có thể ảnh hưởng đến các bạn thí sinh. Các bạn thí sinh đến đây với cả chương trình, họ rất là hồn nhiên, họ rất là hy vọng, họ rất là bỏ nhiều công sức, họ rất là hy vọng là họ sẽ được học được rất là nhiều thứ. Nên là bất kể những cái gì khác biệt giữa em và chị, em hy vọng rằng là chúng ta sẽ không để ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp và công tâm của chương trình, để cho các bạn thí sinh có được một cuộc chơi vui, công bằng và sản láng. Ok. Cảm ơn Hàn. Cảm ơn chương trình vì đã cho Hà Anh một cái cơ hội khiến cái bắt tay này có thể xảy ra. Phải vỗ tay cho người cú bắt tay đó. Chắc là phải xóa tan hết tất cả những nghi ngờ trước đây. Xuân Lan, Hà Anh không hề hiềm khích như đã nói. Xóa tan mọi mâu thuẫn với tập 2 của The Next Gentleman. Bắt tay đã văng hương giang ra chuồng gà. Có thể viết sẵn những cái tiết báo tặng cho hai chị về cú bắt tay vừa rồi. Một cú bắt tay rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai chị bởi vì ngày hôm nay truyền thông thuộc về hai chị. Vậy là em có thêm cơ hội để học rồi. Nhưng mà từ giờ là yêu quý chị Hà Anh. Xin chào tất cả mọi người. Và tôi sẽ tiếp tục dẫn vào đây một thí sinh được đi tiếp với The Next Gentleman Quý ông Hoàng Mỹ 2021. Xin mời thí sinh. Sẽ chia tay với thí sinh Hoàng Anh, Tim Hương Giang. Em chỉ muốn nói một lời cuối. Quyết định của anh chị em hoàn toàn vui vẻ đón nhận. Nó có thể là bước đệm cho tương lai của em sau này, để em trưởng thành hơn. Và chắc chắn là em sẽ không vì cuộc thi này mà em từ bỏ những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Em xin cảm ơn anh Tiến và chị Hà Anh. Em làm được rồi. Em làm được rồi. Thế rồi. Yeah. Cả hai mà. Quá tuyệt vời luôn. Xíu xíu xíu. Xíu xíu xíu. Thực ra đây là cái kết rất là bất ngờ cho chị. Rất là bất ngờ bởi vì sau cái phần nhận xét á, chị không buồn trả lời nữa. Để xem cái sự sâu sắc, sự chín chắn của một người sản xuất, một người host và cái tính chuyên nghiệp của một siêu mẫu rất là tinh tế, học vấn rất cao, xem có đúng là một cái người có tâm với những thế hệ trẻ hay không. Chị biết là cái cuộc chơi nào nó cũng sẽ là cái câu chuyện có người đến và có người đi. Nhưng hôm nay chị chơi bằng một cái cách, chị cho người yếu nhất đội chị ra, người mạnh nhất thể hiện bản lĩnh của mình rõ nhất, đánh đố rằng xem nếu cái điều xui xẻo nhất, mất mát nhất, chị mất hết, chị vẫn làm. Tại vì chị đã nhận lời thì chị đi được đến hết chương trình. Nhưng chị sẽ đặt cái câu nghi ngờ là cái tiêu chí của chương trình này ra sao. Cái quan niệm của Gentleman nó không phải chỉ là hình thức mà là cái sự dám sống, dám thể hiện. Ít nhất cho tới giờ phút này chị cảm thấy là chị tham gia chương trình này là hoàn toàn đúng. Cảm ơn Tiến.
Mới cách đó có mấy phút thôi, chị Xuân Lan trong phòng chờ còn tâm sự không công bằng, đội thắng thì phải là đội em. Sau đó khoảng 10 phút khi mà chị Hà Anh bước vào thì ngay lập tức anh Tiến đột nhiên cũng trở thành người công tâm. Chị Hà Anh cũng là người công tâm, ai cũng nắm rõ tiêu chí của chương trình. Thế thì chỉ có một mình Hương Giang ở đây là không biết tiêu chí của chương trình này là gì. Thì Hương Giang mới chọn về một nhóm thí sinh như vậy đúng không? Em cũng chỉ muốn trả lời với chị Xuân Lan một điều rằng là cái câu hỏi của chị là liệu rằng một host và một siêu mẫu quốc tế có đủ cái tâm với thí sinh hay không? Chúng tôi có tâm, nhưng chúng tôi sẽ có tâm với những người biết tiếp thu và sửa đổi. Và cơ hội sẽ không tới hai lần. Anh rất hy vọng là những gì anh và chị Hà Anh chia sẻ với hai bạn sẽ có tác động tích cực tới tư duy và hành vi của hai bạn trong những phần thi tiếp theo. Bởi vì chúng tôi sẽ không dung túng và cổ suý cho một hình ảnh quý ông không đẹp mắt trong công chúng. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm về kết quả chấm đội thắng và đội thua trong phần thi đấu của các đội. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ loại trừ đi những thí sinh có năng lực và có khả năng của chương trình. Đó là câu trả lời của em. Với câu này thì chị thấy Tiến là một nhà sản xuất rất là biết mình đang làm gì và biết hướng cái chương trình của mình đến thành công. Sau câu nói với Tiến, chị sẽ chuyển qua chia sẻ với Hương Giang. Cái đội xứng đáng mà chị vote chính là đội của Hương Giang. Cái đội hình trên ga tàu, Giang là người sắp đặt tinh tế, rất là dễ thương, rất là dễ chịu với những cái bạn bắt đầu quá mới. Với chị đó là cái sự thay đổi, cái sự bứt phá. Chị là người thuyết phục Hương Giang giữ lại bạn Dũng, khích lệ Hoàng Anh mạnh mẽ lên rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ hai bạn đó ra đi thì bây giờ chị biết cái nghẹn ngào của Giang với cái tình yêu của các học trò mình. Chị nói một câu nữa thôi, riêng với Hà Anh, rất là nhiều người cảm thấy là Xuân Lan với Hà Anh là hai thái cực, mỗi người mỗi phong cách, mỗi người một cách suy nghĩ. Nhưng Xuân Lan tin rằng cái câu chuyện của những người làm nghề đào tạo ra học trò, họ luôn có một cái câu chuyện nào đó để họ giữ cái tâm của họ với nghề. Hôm nay Xuân Lan phải công nhận rằng Hà Anh là một người rất có tâm với thế hệ trẻ. Cảm ơn bạn vì điều đó. Nếu mà chỉ vì cái câu chuyện là hai thí sinh của đội chị ở lại mà ngay lập tức nhà sản xuất đang không biết tiêu chí là gì trở nên biết tiêu chí là gì, hay là siêu mẫu quốc tế đang không đúng ý kiến với chị trở nên cùng ý kiến với chị, và cả hai đều được khen là có tâm, thế thì cái tâm đấy đặt ở đâu khi mà hai bạn thí sinh của em ngày hôm nay đã không làm bất kỳ một cái điều gì sai sót? Khán giả đều bình chọn cho đội của em là đội cao nhất. Em cũng chỉ thua chị Hà Anh có 0.5 điểm. Và nếu như tiêu chí của chương trình này đó chính là không cần đến ngoại hình vẫn có thể thể hiện cá tính của mình, thế thì có vấn đề gì với Hoàng Anh cũng như là Văn Dũng? Thì em cũng rất là muốn lắng nghe anh Tiến cũng như là chị Hà Anh cho em một cái câu trả lời, đó là tại sao hai bạn ấy lại bị loại khi mà ngày hôm nay tại set quay chính hai bạn ấy đã thể hiện rất là tốt. Em muốn lắng nghe và rất là bình tĩnh để lắng nghe, bởi vì là em không có mặt trong phòng loại. Thì có thể trong phòng loại hai bạn ấy có một cái sơ suất gì đấy. Chị quyết định loại bạn Dũng. Dũng mặc dù là có một cái màn thể hiện ngày hôm nay khá ok, từ một cậu bé khù khờ mà hôm trước thì em mình nhìn thấy ở trên sân khấu. Liệu Dũng đi xa thêm một tập nữa, liệu bạn có đủ mạnh, chương trình cũng quá lớn, cái quần có quá rộng cho bạn, thì Hà Anh nghĩ là nếu Dũng không đi ở tập này thì Dũng sẽ đi ở tập sau để cho bạn về nhà, bạn tiết kiệm được thời gian. Nên là hy vọng là Giang hiểu rằng là đối với việc Hà Anh phải loạn, không có một cái chút gì nào là riêng tư, thì đó là cái quan điểm của Anh. Dũng gần như là sẽ không có cái cảm giác về thời trang tốt, cho nên ở một thử thách về thời trang thì Giang thấy kết quả như vậy, bản thân Giang cũng không có cảm thấy là không xứng đáng. Anh cảm ơn quan điểm của chị. Còn anh thì sao? Anh có cùng lý do với chị Hà Anh không? Hoàng Anh bị loại là do em đó chứ. Tại sao ạ? Đó là cái chiến thuật của em trong cái việc chọn người vào vòng nguy hiểm. Bởi vì nếu người còn lại không phải là Hoàng Anh mà là một bạn khác tốt hơn, thì có thể lúc đó anh sẽ loại một thí sinh của team chị Xuân Lan mà anh cho rằng là yếu kém hơn thí sinh mạnh đó. Nếu em có trong phòng loại, em sẽ thấy cái khả năng trình bày để tự cứu mình trong những giờ phút cuối cùng bạn kém, tâm lý bạn yếu, bên cạnh cái sự nam tính rất rõ ràng và tròn trịa đó, thì các kỹ năng khác bạn chưa đủ để có thể tiếp tục đi vào những cuộc chơi.
Ok, vậy thì em sẽ ghi nhận và em sẽ tôn trọng cái lý do của hai anh chị. Chúng ta đang cho tất cả các bạn thấy rằng ngay cả khi các bạn là những nhân tố cực kỳ quan trọng khiến cho đội của các bạn thua, các bạn vẫn có thể được ở lại. Còn những cái người họ không có bất kỳ một cái lỗi gì, chỉ là bởi vì đội của họ thiếu một cái điểm gì đó để chiến thắng thì họ vẫn phải ra về. Nếu như mọi người cho rằng cái lỗi đó có thể sửa được, còn cái lỗi mà nói chuyện ở vòng loại yếu hay kém không thể sửa được, vậy thì em nghĩ là đấy là sự so sánh của mọi người thôi, và em sẽ tôn trọng tất cả những cái sự so sánh đó. Ok, và em nghĩ rằng là với cái quyết định của em thì em đã đưa ra một cái quyết định rất là công tâm. Càng ngày hôm nay em nghĩ là đội của em không có bạn nào kém hơn hay là giỏi hơn quá nhiều so với hai bạn ở trong đó. Thì mọi người cũng đã đưa ra quyết định rồi thì em nghĩ là mình sẽ tôn trọng thôi, đúng không nào? Ok, chúc mừng em. Chúc mừng em. Ok, let's go. Ok, good luck tất cả mọi người. Và em nghĩ rằng là hai siêu mẫu thì rất là có tiếng với tất cả những cái màu sắc mà hai chị đang rất là cố gắng giữ lại ở trong chương trình. Thì em cũng hy vọng và cũng chúc cho chương trình sẽ không trở thành một cái phiên bản đào tạo người mẫu nào đó mới hoặc với những thử thách lạ. Còn anh là người tổ chức và anh là host của chương trình, em nghĩ là anh sẽ là cái người có cái suy nghĩ rõ rệt nhất. Em chúc mừng chiến thắng cũng như là sự bảo toàn team của hai chị. Ok, đó, em xin phép đi thôi em. Đã đến lúc cuộc chơi này không còn là cuộc chơi giữa chị Xuân Lan và chị Hà Anh nữa rồi. Hương Giang sẽ chính thức tham chiến một cách nghiêm túc để bảo vệ thí sinh của mình, là để bảo vệ tính công bằng và tiêu chí thực sự của The Next Gentleman. Chúc mừng các bạn. Hơi hụt hẫng ạ. Khá tiếc ạ. Nhưng mà em có cảm thấy công tâm không? Nếu mà loại Hoàng Anh thì em thấy nó khá là chưa đúng với tiêu chí của chương trình lắm. Đây là một cuộc thi về mẫu thì chắc chắn là bọn em sẽ không tham gia. Đúng rồi. Chị Xuân Lan chọn hai bạn ấy ra cũng có những cái khuyết điểm riêng. Hai bạn ấy được trở về chỉ vì một cái lý do duy nhất là anh Tiến và chị Hà Anh cảm thấy là hai bạn ấy có khả năng thuyết phục hơn để được cứu lại. Nó không thực sự được tròn trịa cho lắm trong cái quyết định chung cuộc. Vậy thì có nghĩa rằng là từ lần sau trở đi, bất kỳ ai không cần phải thi cả ngày, chỉ cần vào vòng loại và nói thật hay là sẽ được giữ lại, đúng không nào? Và bản thân chị cũng đang rất là hoang mang với chính cái người đồng hành cùng với chị ra giả về những cái tiêu chí đó, rồi cuối cùng là lại đưa ra một cái kết luận khác hẳn. Nhưng mà không sao, chị nghĩ là cú sốc mà sẽ làm cho bọn em trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, thì mình chơi thì mình chịu thôi, đúng không? Xin chào Hương Giang và các bạn. Anh nghĩ là lúc nãy trên set có khá nhiều cảm xúc, cho nên là cái việc anh giải thích với em về cái sự lựa chọn của mình đôi khi nó còn chưa đầy đủ, là anh nợ em một cái lời giải thích chi tiết hơn. Em cũng đang chờ đợi cái điều đó. Chị muốn nói để thứ nhất là em hiểu, và thứ hai là các bạn không hiểu lầm và cảm thấy hoang mang khi tham gia chương trình. Anh sẽ vào đây nói chuyện với team Giang và sau đó sẽ về luôn và không gặp bất kỳ huấn luyện viên hay là thí sinh của team nào nữa. Thí sinh Hoàng Anh, nếu mà các bạn và Hương Giang có mặt trong phòng loại lúc đó, các bạn sẽ thấy là cái tình huống lúc đó các huấn luyện viên đẩy anh vào một cái thế rất là khó, khi mà cả bốn thí sinh vào trong phòng loại đều là bốn thí sinh rất đặc biệt thuộc cả tên các bạn. Hồi nãy Giang nói trước mặt mọi người rằng là tại sao cái phần thi của Giang không tệ mà rốt cuộc bây giờ cả hai thí sinh của Giang và hai bạn đó cũng không có làm gì sai, cũng không làm gì tệ cả, nhưng tại sao Hoàng Anh lại bị loại? Bởi vì anh tách bạch ra rất rõ một cái điều như thế này: hai thí sinh của team Xuân Lan, các bạn ấy có những cái phần thể hiện chưa phù hợp, biểu hiện những cái động tác có thể gọi là phản cảm, mà chính anh cũng đã nhận xét cái điều phản cảm đó rồi. Nhưng đó là định hướng của huấn luyện viên, và huấn luyện viên đã phải trả giá bằng cách team của chị Xuân Lan đã phải thua rồi. Đặt lên bàn cân cái vấn đề là anh loại ai, anh không loại theo cái kết quả của đội thắng hay thua nữa, mà anh phải loại theo thực lực thí sinh. Và cái mà anh nhìn thấy thứ nhất trên set, cái câu trả lời và cái quyết tâm của các bạn phản ánh lúc đó, thể hiện lúc đó là một cái để anh đánh giá. Và cái điều thứ hai nữa, lúc này anh sẽ không coi cái thử thách ở phần đầu của chương trình để đánh giá các bạn thí sinh nữa, bởi vì đó là hai bạn thí sinh phải vào vòng loại của team Xuân Lan là do định hướng sai của mentor, và mentor đã phải trả giá rồi. Bây giờ anh đánh giá từng thí sinh thì anh thấy được rằng là Hoàng Anh, ngoài cái sự nam tính rất rõ ràng, các kỹ năng khác bạn ấy không bằng hai bạn kia, mặc dù hai bạn kia đã có những phần trình diễn sai lầm trong phần thi. Thật sự thì sau khi mà anh giải thích xong ấy, một lần nữa em khẳng định là ngày hôm nay em rất là thất vọng về cái quyết định của anh. Anh nói về tiềm năng, em hỏi anh là tiềm năng gì? Tiềm năng về mặt nhận thức là một người đàn ông có thể đi lên một chiếc tàu điện ngầm uốn éo trên cơ thể của một người phụ nữ, hay là tiềm năng của một cái sức mạnh cơ bắp so sánh với cả một người có ngoại hình nhỏ bé và người đó vẫn rất là thanh lịch.
vẫn sẽ là cố gắng. Nếu như coi tố chất của gentleman là một tiềm năng thì Giang sẽ coi rằng sự thanh lịch và biết trong hoàn cảnh nào mình phải thanh lịch cũng là một tố chất để tạo nên một gentleman. Nếu như anh nói là một vài phút giây ở trong vòng loại đó bạn ấy không quyết tâm, nếu như một người không quyết tâm có thể sở hữu một ngoại hình nhỏ bé như vậy mà ngày hôm nay bước lên tàu điện trong một không gian như thế, chưa bao giờ đóng phim, chưa bao giờ đi catwalk, có thể thể hiện được phần thể hiện đó hay không? Thuật luyện viên Xuân Lan đã phải trả giá. Em hỏi anh là trả giá cái gì? Chỉ trả giá là hôm nay người chiến thắng không phải là team của bạn, 6 người còn nguyên. Vậy thì sự trả giá là gì? Anh đang nói rằng là sự trả giá, em chỉ đang cảm thấy tất cả các bạn đều đang cố gắng diễn một cách vừa phải nhất, vừa vặn nhất và thanh lịch nhất. Cái sai của em ấy, em đang cảm giác ấy là tại sao em lại đi thành lập một cái đội để bảo vệ cho cái tiêu chí mà anh luôn luôn nói, từ họp báo đến vòng casting cho đến sáng hôm qua, cho đến sáng hôm nay. Và em đang là người chứng minh nếu như em không ở trong chương trình này thì những bạn này, bạn đăng ký rồi bạn đi về đội của ai, rồi bạn ấy cố gắng thi thật tốt, vậy thì kết quả của bạn ấy là gì? Mà bây giờ anh nói em là anh không muốn em và các thí sinh của em hoang mang. How can? Anh là cái người cùng với em đi trên cái con chương trình này, và chúng ta là những người rất là công tâm. Ok, có rất nhiều khán giả nói rằng là chúng ta làm chương trình này và Hương Giang ngồi vị trí mentor có công tâm không? Anh đang trả lời cho khán giả thấy là anh không có bênh vực em. Anh đang công tâm với cả những cái định kiến của khán giả. Anh đang không công tâm với em. No. Anh sợ bị ném đá à? Anh sợ bị khán giả ném đá à? No. Em đang không hiểu ý của anh. Thí sinh Hoàng Anh, mặc dù là không có bất kỳ một cái sự chê trách gì khi bạn ấy làm sai, nhưng bạn ấy cũng không nổi bật. Team của Xuân Lan điểm thua em không có nghĩa là tất cả các thí sinh của Xuân Lan đều kém hơn tất cả các thí sinh của em. Nếu như anh nói câu này thì em lại nói với anh, em thà là thí sinh của em không nổi bật một cách thanh lịch còn hơn là nổi bật bằng một cách như thế. Giang khóc chỉ là bởi vì Giang rất là thương những cái thí sinh của mình, và đặc biệt là Hoàng Anh. Cũng không thích cái sự quy chụp của em cho rằng là anh không công tâm với em chỉ vì anh đang muốn chứng minh một điều gì đó với khán giả. Nếu anh muốn chứng minh một điều gì đó với khán giả, rất đơn giản với anh, chị Hanh chọn trước là một thí sinh của đội em. Và nếu anh muốn một cái sự dĩ hòa vi quý, êm ấm trong cái việc tổ chức chương trình này, anh sẽ rất đơn giản chọn một thí sinh của Xuân Lan. Anh sẽ không phải có cái màn ngồi đây tranh cãi với em và xích mích tình cảm anh em giữa chúng ta. Mỗi người chúng ta sẽ có những quan điểm khác nhau, và em đã nói là em tôn trọng, còn thất vọng đó là cảm xúc riêng của em. Thì em nghĩ là anh cũng sẽ tôn trọng cái cảm xúc đó của em. Trong phòng của team Hương Giang, lẽ ra Tiến đã muốn nói nhiều hơn, nhưng mà Tiến thấy Giang khóc. Một cái người phụ nữ khóc trước mặt mình như vậy mà mình còn tiếp tục dùng lý lẽ và dùng nhiều lời nói để nói với cô ấy nữa thì đó không phải là cư xử của một người đàn ông tốt. Nếu như tuần sau Giang có cơ hội vào vòng loại thì Giang cũng không biết là mình sẽ loại thí sinh của đội ai đâu. Cú bắt tay đó đã làm cho Hương Giang thức tỉnh rằng sẽ chẳng có ai là bè với ai hết, và mỗi người sẽ là một chiến tuyến khác nhau. Hà Anh rất là hiền, nhưng mà nếu như mà mọi người đụng vào Hà Anh không phải là dạng vừa.